Yeah. ZMA 2013, are you ready? Are you ready? Come on, come on, come on, baby. Woo! Yeah. Holly. Come on. What up? Yeah. Yeah. Giấy trắng, mực đen, bít bên tai và tay viết để cho flow bay và vần ghép khoảng lặng. Khoảng lặng. Ánh đèn. Không có dừng lại, tôi biết và viết tiếp, không ngần ngại vì cái mai được tươi sáng. Trong dòng đời không còn hoang mang, vì đam mê tôi không mang đến danh lợi hay ánh hào quang trong chốc lát. Xuất phát chậm nhưng không sao, con đường tôi khác. Đích tôi đến ở trên cao, gửi vào nốt nhạc. Bay lên theo ngàn mây, lời hát hóa thành vòng tay. Không cần tôi đến một giây, và tôi đang đứng ở đây cùng người bạn dùng âm nhạc làm lay động không gian. Từng giai điệu cùng hòa chung để rap Việt được sang chảng. Get your hands up right now. Hạ cánh máy bay thì sẽ còn xây dựng ước mơ theo từng bước. Dù biết là khoảng diện tích nhỏ để anh em cùng chứng tỏ là nơi thể hiện rằng anh và tôi đã thôi cho âm nhạc. Nhưng dù biết lại đã dành ưu ái cho những dòng nhạc nhẹ. Và những dự đoán cho những ngày tiếp theo cuộc sống sẽ trở nên vui vẻ. Và chắc chắn không thể thiếu những bài hip hop mạnh mẽ. Internet là một mỏ kiến thức tự do cho anh em học hỏi thế giới theo từng giờ. Dễ dàng là một beat thật mạnh mẽ. Rap từng lời mạnh không cần khẽ. Tung lên trên cao cao thật cao. Tung lên trên cao cao thật cao. Hip hop underground dần dần cảm nhận và rồi mọi người sẽ cảm thấy. Mọi người sẽ cảm thấy tự hào. Hey, put your hands up. Mọi người được nghe anh em tôi đây rap chưa? Từng lời từng câu tôi vẫn rap theo nhịp flow. Chặn đầu nhịp bass nâng cao tay ta tới đây. Nào mình cùng hết ta bay cao lên trời. Đôi khi hồi hả, thật khó nói chuyện chỉ ngày mai đến lời sẽ có lúc ngã. Anh nói tôi cứ chỉ tương lai ra sao, ta vẫn là ta. Nhạc rap vẫn mang ở trên vai, con đường có đầy trong vai. Nhưng vẫn không kể đam mê ta vẫn lại. Vì rít nhà ta vẫn rap ở một giờ đêm viết nhạc tới sáng. Còn rap như kẹo cắn hết cả bình rít phiêu đầu biết tới chán. Sức lực khi mất vì rap, cô hậu khô khen vì cam. Chân chơi ca rít vẫn xoa khô máu cho đến khi ra kỳ ta. Swagger, swagger, swagger. Chân chơi ca rít chưa bao giờ ngừng. Master, master, master. Đến khi hay đơn tôi đứng vẫn một con đường vẫn một lập trường ai đã ta vẫn không bao giờ dừng có chết vẫn theo một hướng vì đây là cái tiền cứng. Yeah, yeah. Mọi người được nghe anh em tôi đây rap chưa? Từng lời từng câu tôi vẫn rap theo nhịp flow. Chẳng đâu nhịp bass nâng cao tay ta tới đây. Yeah, yeah. Nào mình cùng hết ta hãy cao lên chơi. Yeah, yeah. Ngày qua mọi người quên tới tôi ở chìm sau đêm tối để hướng tới con đường tương lai mờ tối. Tôi vẫn cứ bước nhẹ sân đảo phương sau đêm rồi lên nhẹ trên con đường mãi miên kiếm tìm lối để bước lên bước xa để bước sợ bước tới những ước vọng cao xa để tất cả ai ai cũng biết đến tên ta. LK LK nhân vật ấy hình bóng ấy mọi người cũng đã thấy. Volume 3 tháng 15 ngày 6 giờ đã để đến bây giờ thời cơ cũng sắp tới một thế kỷ mới. Vâng, rap rất chắc của LK, Cao Rick, Football và Harley.